Cảm ơn quý vị khán thính giả với những làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin Á Châu. Ông Benny Gantz được bầu làm chủ tịch Quốc hội Israel với 74 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Đối thủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là ông Benny Gantz, lãnh đạo đảng Xanh Trắng, đã được bầu làm tân chủ tịch Quốc hội 120 ghế Israel vào ngày 26 tây tháng 3, trong một diễn biến bất ngờ có thể dẫn tới một liên minh khẩn cấp giữa hai ông để đối phó với dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh. Phát biểu tại Quốc hội Israel sau khi được bầu, tân chủ tịch Quốc hội Benny Gantz đã yêu cầu thành lập một chính phủ đoàn kết khẩn cấp. Chi tiết về một chính phủ khẩn cấp hiện chưa rõ ràng và bất cứ dàn xếp nào cũng chỉ mang tính tạm thời, kéo dài đến khi Israel vượt qua thời điểm tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19. Với hơn 2.600 trường hợp đã được xác nhận, hiện Israel đã áp đặt phong tỏa toàn quốc, cấm mọi hoạt động không thiết yếu với hy vọng kiểm soát được dịch bệnh. Trong những ngày qua, đảng Xanh Trắng của ông Gantz và đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đã tiến hành đàm phán thành lập chính phủ thống nhất nhưng chưa có tiến triển rõ ràng. Cả đảng Xanh Trắng và Likud đều cố gắng gia tăng ảnh hưởng trên bàn đàm phán. Giới quan sát nhìn nhận sự việc đảng Xanh Trắng do ông Gantz lãnh đạo thực hiện được cuộc bỏ phiếu trong Quốc hội để thay thế Chủ tịch Quốc hội Yuli Edelstein, một đồng minh của Thủ tướng Netanyahu, đảng Likud sẽ mất đi lợi thế đáng kể trên bàn đàm phán thành lập chính phủ mới.